Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Về miền Cửu Long được phát sóng trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tôi là Ca Quỳnh, rất vui khi được gặp lại quý vị và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với chuyên mục Cửu Long Du Ký. Thực hiện theo nghị quyết số 35 năm 2023 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, hiện các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang và sẽ thực hiện. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ việc sáp nhập sẽ giúp cho tinh gọn biên chế, giảm thiểu áp lực tài chính lên bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước. Thì ở chiều ngược lại, nhiều người dân lại thể hiện tâm tư, e ngại về những sự phức tạp và rắc rối có thể xảy tới khi thực hiện các thủ tục hành chính trong tương lai. Và các địa phương đã linh hoạt hướng dẫn, tuyên truyền người dân, từ đó người dân yên tâm hơn. Vừa qua, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo đó thì tỉnh Sóc Trăng được sắp nhập phường chính và phường 1. Vấn đề mà người dân quan tâm là giải quyết các thủ tục hành chính đã được địa phương linh hoạt giải quyết. Bỏ qua những lo lắng khi phải thay đổi giấy tờ, nhất là căn cước công dân và thủ tục về kinh doanh, bà Ánh và các hộ dân khác đã được địa phương tuyên truyền, từ đó bà yên tâm hơn. Mới đầu ta cũng nói chờ sáp nhập hai phường rồi thì không biết là giấy tờ làm sao. Nhưng mà khi mà nghe là ở trên là triển khai đó thì người ta cũng yên tâm, là giấy đất rồi đó, là người ta nói là khi nào mà mình cũng cần xài thì mình vô đó làm thì nhà nước ta chịu phí hết. Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành nghị quyết số 1105 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, việc thành lập phường 1 trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,31 km2, quy mô dân số là gần 11.000 người của phường chính và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,29 km2, quy mô dân số là trên 6.500 người của phường 1. Sau khi thành lập, phường 1 có diện tích tự nhiên là 5,60 km2 và quy mô dân số là gần 17.000 người. Địa phương cho biết đã có chỉ đạo bộ phận tiếp nhận trả kết quả hỗ trợ tối đa cho người dân khi đến làm thủ tục. Đây cũng đã chỉ đạo cho công chức địa chính xây dựng sẽ cấp những cái giấy chứng nhận số nhà và hỗ trợ cho bà con những cái thủ tục này sẽ là không đồng, không thu bất cứ cái phí gì liên quan đến cái xác nhập. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến đến xác nhập, trong đó tập trung tuyên truyền một số nội dung như cơ sở pháp lý, mục đích, lý do việc sáp nhập, hiện trạng khóm được sáp nhập. Trong cái kế hoạch triển khai cái việc sáp nhập hành chính thì chúng tôi cũng có tuyên truyền cho cán bộ công chức là sẽ hỗ trợ người dân trong cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Tinh gọn bộ máy, giảm chi phí ngân sách, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và hiệu quả đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Điều này phù hợp với định hướng của thành phố Sóc Trăng hiện nay. Còn tại thành phố Cần Thơ cũng dự kiến sắp xếp sáp nhập 4 phường trung tâm thành một phường duy nhất, thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 35 năm 2023 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Việc thực hiện tốt về các thủ tục hành chính như cấp lại giấy tờ căn cước công dân, địa chỉ, điều này địa phương cũng đã có những biện pháp ổn thỏa cho người dân. Nhà nhiều nhân khẩu, con cháu đi học, khi nghe tin sáp nhập phường lần này, bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, phường An Cư, không khỏi lo lắng bởi tuổi lớn, nhiều giấy tờ như căn cước công dân, giấy tờ đất đai và con cháu đi học sẽ rắc rối chuyện sửa đổi. Cũng nghĩ là khi mà sáp nhập vậy đó rồi mình con cháu mình học trường có thay đổi không? Hoặc là giấy tờ mình đi chứng nó có dễ không? Tại hồi đó giờ mình phường An Cư, bây giờ sáp nhập qua 4 phường vậy rồi mình không biết mình tên gì, phường gì. Đó, bây giờ chỉ chờ đợi ở trên người ta họp, đồ xong xuôi mình mới biết được. Và lúc đó mà mình mới yên tâm. Theo nhiều người dân, việc sáp nhập phường ít nhiều gây xáo trộn với đời sống người dân trong việc thay đổi giấy tờ tùy thân. Điều cần thiết là làm sao tạo điều kiện thuận lợi, không gây phiền hà. Tôi nghĩ đó là một vấn đề cũng bình thường. Có thể là khi mình đã quen sống rồi đó, có khi mình nghĩ nhập rồi nó có sẽ xáo trộn cái này cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy nhiều lần mình sáp nhập rồi đó là cái quan trọng đó là cái bộ máy phục vụ mình.
nó phục vụ có được như là lúc chưa sáp nhập hay không. Theo lãnh đạo các phường cho biết, thời gian đội ngũ cán bộ công chức cũng đã được đào tạo chuẩn hóa, nên việc sáp nhập lần này, mặc dù dân cư, địa giới hành chính tăng lên, nhưng công việc sẽ duy trì hiệu quả. Muốn là khi mà bộ máy sáp nhập xong, để đảm bảo cho cái việc mà công chức thụ lý hồ sơ không quá tải, thì có thể mình tăng cường thêm bộ phận một cửa. Ví dụ như mỗi bộ phận hiện nay là 2 công chức, thì mình có thể tăng cường là 3 công chức để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính được liên thông như trước nay. Lãnh đạo quận Ninh Kiều cho biết địa phương sẽ có những giải pháp tương xứng bằng cách tự động cập nhật cho người dân, không buộc người dân phải đi tới đi lui để thay đổi giấy tờ, theo đúng với nguyên tắc cải cách hành chính kết hợp với sử dụng công nghệ số. Nhất là các cái giấy tờ có cái thông dụng mà người dân thường dùng thì ưu tiên làm trước, còn những cái giấy tờ mà hiện nay chưa cần thiết thì chúng ta có thể là lập kế hoạch để cố gắng hỗ trợ người dân, đặc biệt là hỗ trợ khi có thể là chúng ta sẽ đến tận nhà để mà hỗ trợ người dân. Quận cũng chỉ đạo là đây là cái sáp nhập chính, đây là cái yêu cầu khách quan và là theo thực hiện theo chỉ đạo của trên, do đó cái việc thay đổi thông tin trên các cái giấy tờ của người dân là không được thu phí. Thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, Cần Thơ dự kiến sáp nhập 4 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình thành một đơn vị hành chính. Giai đoạn 2019-2021, Cần Thơ cũng đã sáp nhập phường An Hội và phường An Lạc, phường Tân An. Đơn vị hành chính này chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2020. Đây cũng là kinh nghiệm thực tiễn cho địa phương thực hiện tốt trong lần sáp nhập phường sắp tới. Cảm ơn quý vị khán giả vẫn đang theo dõi chương trình Về Miền Cửu Long được phát sóng trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục với những tin tức trong chuyên mục Năng động Cửu Long. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết 3 nghị định thư quan trọng mở đường cho các sản phẩm của Việt Nam như dừa tươi, sầu riêng đông lạnh được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước, đặc biệt đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Sầu riêng đông lạnh được xem là sản phẩm ưu tiên với tiềm năng đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản. Năm 2023, nước ta xuất khẩu khoảng 500.000 tấn sầu riêng, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 90%. Tương tự, dừa tươi cũng là mặt hàng có triển vọng xuất khẩu rất lớn. Mở cửa thị trường Trung Quốc, dự kiến kim ngạch xuất khẩu dừa tươi có thể tăng thêm 200 đến 300 triệu đô la trong năm 2024 và tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo. Việc ký kết này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nuôi cá sấu ở Việt Nam có cơ hội tiếp cận chính thức thị trường 1,4 tỷ dân. Sau nhiều năm nỗ lực liên kết sản xuất, lần đầu tiên trái thanh nhãn của tổ hợp tác sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden thành công chinh phục thị trường Hoa Kỳ và Úc. Đó là cả quá trình hỗ trợ lẫn nhau để cùng tạo ra những trái thanh nhãn thơm, ngon, an toàn thực phẩm, phục vụ cho khách hàng trong nước và xuất khẩu sang thị trường các nước khó tính, ghi nhận tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thời gian qua thì nhờ nỗ lực trong công tác tổ chức liên kết sản xuất, thì giờ đây tổ hợp tác Tý Trạng Garden đã xuất được trái nhãn sang thị trường Mỹ. Ông Trần Phước Sơn, tổ trưởng tổ hợp tác cây ăn trái Trạng Tý Garden, xã Thuận Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện tổ hợp tác có 11 thành viên chính thức với diện tích sản xuất là 69 hectare thanh nhãn, bình quân 8 tấn trên hộ ta, tổng sản lượng ước tính trên 500 tấn. Thật ra thì chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm của mình, bởi vì nó ngon thì phải làm sao cho nó ngon hơn, nó sạch thì phải làm sao cho nó sạch hơn. Để làm gì? Để trái cây mình nó được xuất khẩu đi thị trường thế giới, rồi đồng thời cũng muốn quảng bá, muốn giới thiệu cái trái cây ngon của mình đến đồng bào trong cả nước. Mới đây, thanh nhãn của tổ hợp tác đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc. Đây là cơ hội mở ra triển vọng để trái cây thanh nhãn vươn cao, bay xa, đặc biệt trong quá trình xây dựng thương hiệu. Do đó, trong quá trình sản xuất, phải nghiêm ngặt để trái cây vừa sạch, vừa đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Cho nên chúng tôi trong cái thời gian tới đó, thì về mặt tổ chức thì chúng tôi cũng muốn là xây dựng thành một cái hợp tác xã và xây dựng cái thương hiệu của cái hợp tác xã của mình, để làm sao mà cho
nó có cái phát đời chuyển ổn định lâu dài và tạo được cái uy tín của mình trên cái thương trường ở ngoài nước cũng như ở trong nước. Đây cũng là bước ngoặt đưa thanh nhãn ra thị trường quốc tế và giúp nông dân bán được giá cao. Cái thanh nhãn này trước đây chúng tôi đã có trồng rồi, nhưng đến năm nay là đã được vô tổ hợp tác. Năm nay thì hàng hóa xuất khẩu được đi nước ngoài ra thị trường thế giới, lợi nhuận chúng tôi cũng rất là ổn định cao. Vậy mà nông dân năm nay mà ăn cái thanh nhãn nó cũng được khấm khá hơn. Việc đưa thanh nhãn xuất khẩu đã góp phần nâng cao giá trị của loại trái cây này, giúp nhiều nông dân tại huyện Cờ Đỏ thoát cảnh được mùa mất giá. Thưa quý vị, còn tại Kiên Giang, ngành nông nghiệp tỉnh này đặt mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2024 sẽ đạt 365.000 tấn. Để đạt mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang sẽ tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ vùng nuôi. Ngoài ra, ngành chức năng sẽ phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, hướng dẫn cơ sở nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do mưa bão và biến động bất thường của thời tiết gây ra. Đồng thời vận động khuyến khích người nuôi thủy sản tham gia hình thành các tổ chức liên kết sản xuất nhằm giảm chi phí, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Theo thống kê, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 7 tháng năm 2024 của tỉnh Kiên Giang ước đạt hơn 441.000 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng khoảng 195.000 tấn, tăng 7,25% so với cùng kỳ. Câu chuyện ấm tình Cửu Long sẽ kết thúc về miền Cửu Long hôm nay. Thưa quý vị, gần 10 năm, vui có, buồn có. Ấy vậy mà tình yêu thương của ông Nguyễn Văn Chương đối với những chú chim trời vẫn không bao giờ thay đổi. Ngày nào, người ta cũng thấy ông lúi cúi chăm lo từng bữa ăn cho chúng. Hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc và là dấu ấn đặc biệt mỗi khi nhắc về Đại lộ Hòa Bình thuộc trung tâm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Ai về Cần Thơ xin nhớ lại Đại lộ Hòa Bình, có đàn bồ câu của ông Bác Kiện thật là vui ghê. Vui đùa nhảy nhót đón những hạt lúa vàng ông à. Chắc ai đi về sẽ nhớ mái Ninh Kiều Cần Thơ. Chắc ai đi về sẽ nhớ mãi Ninh Kiều quê tôi. Lạc quan, yêu đời. Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề, cơm áo, gạo tiền, nhưng hàng ngày, ngoài công việc bán cây cảnh, thì ông Nguyễn Văn Chương không quên lo cho những chú chim bồ câu hoang dã ăn mỗi ngày. Và việc làm đã gắn bó với ông hơn 10 năm nay. Mình thấy tại vì cái khu Đại lộ Hòa Bình mình rất tiếc là con đường nó rất là đẹp, cũng có nhiều đàn bồ câu ở Cần Thơ này rất nhiều, nhưng mà không ai quan tâm bằng cái đàn bồ câu này của Đại lộ Hòa Bình. Thì chính nhờ giờ vậy đó mà tất cả những người thập phương người ta đi qua lại đó, ta ngưỡng mộ. Ngót nghét hơn 10 năm, cái thời ông còn bán bánh bò, bữa no, bữa đói, vì cuộc sống độc thân nên công việc ông có phần khó khăn. Nhưng thấy những chú chim bồ câu, ông lại thấy yêu quý. Khách đi đường, nhất là du khách tham quan Cần Thơ, thích thú trước hình ảnh thật đẹp và đầy chất thơ này. Mấy cái bữa giờ nào rảnh đó, giờ nào cũng rảnh hết, tôi thấy ổng cho ăn đó, rồi tôi thấy tôi cũng cho ăn, bắt chước ổng tôi cho ăn theo luôn. Rồi bữa nào cơm còn là tôi đem cơm lại, cơm hết rồi tôi đem 2-3 lon sữa bò gạo cho nó ăn. Nuôi đàn bồ câu, ông có thêm niềm vui trong cảnh cô độc. Ông nói, từ lúc nào loài chim trời cũng biết nghĩa, biết tình, biết nhận ơn là những người cô mang chúng. Tiếp tục cuộc sống mưu sinh, tuy có phần vất vả như những người lao động khác, nhưng ông vẫn rất tự hào vì đã góp phần nhỏ làm đẹp thêm thành phố đô thị miền sông nước.